Phật tiên Bồ Tát xuống trần để lo cho nước Việt. Giờ thấy giống không? Thủ phụ là Phật con, Thượng Đế là Phật cha đúng không? Thủ cũng là dạng Bồ Tát. Mấy đứa này là tiên xuống trần hết, cho nên nhìn nó cũng vậy thôi à. Cũng mặc áo, cũng tóc đen rồi. Cái gì nói đâu có sai đâu. Tiên nữ không? Từ mấy tầng trời cao xuống. Sư phụ khuyên chúng con bây giờ tiếp tục cuộc đời này chúng con phải làm gì? Tu tập theo... Ủa, trên mạng nói nhiều mà chắc nghe không kỹ. Cầm cuốn kinh Thiên Tâm, mỗi ngày cứ lại sám hối vậy thôi. Dễ ợp, ngọn chỗ người không có cần đi qua đây. Nếu mà tin Thượng Đế thì lại Thượng Đế, tin Phật thì lại Phật, tin Chúa thì lại Chúa. Hãy cái đầu mình chịu khom xuống là mình ok. Chứ mình không có cần làm gì rùm ra hết. Chỉ vậy thôi. Đạo nào nó giữ, nhưng mà cái đầu phải ngã. Hồi xưa giờ cái đầu mình cứng ngắc là đúng không? Nó như sắt vậy đó. Không có chịu khom xuống. Bây giờ tập cho cái cổ nó khom lên, khom xuống là xong. Đến ngày mình ra đi mình cũng thanh thản. Mà mỗi ngày nó khom xuống á, kéo đầu mình ngộ ra được thứ. Trời ơi, bữa hổm á, tôi lo nuông chiều con tôi. Em mỗi lần khom xuống, trời ơi, hồi xưa tôi ngu muội tôi làm chuyện này. Tại vì không khom á, nó không có ra được những cái đó. Tại nó nằm ở dưới dưới tận đáy lòng á. Bây giờ mỗi lần khom lên khom xuống tự nhiên mấy cái đó lên, thì mình biết mà xưa mình sai thì mình sửa. Khi mình biết mình sai có nghĩa là mình đã giải được cái nghiệp này. Còn nếu mà không chịu khom sức mấy mà biết. Thấy bây giờ ở Việt Nam á, mấy sân trước sân sau với mấy movie star với mấy đứa người mẫu á, nó đi lúc nào cũng ngước lên không đúng không? Rồi lên xe các người mở cửa rồi á. Sống vậy là nghĩ là hay lắm không? Cái đậu ở đâu giờ dễ chịu khom. Kêu Đàm Vĩnh Hưng hay là Trấn Thành á, làm bao nhiêu chuyện không đúng á, kêu nó khom sức mấy mà nó khom. Không khom thì khi nó rời khỏi thế giới này á, những cái gì mà tồn tại trong cái trí não nó cũng vẫn nằm đó. Khi nằm đó thì nghĩa là gì? Nghĩa là nó còn lẩn quẩn đây để kiếp sau mấy cái đó nó đâu có mất được. Nó cũng như cái memory vô điện thoại mình thôi, những cái bộ nhớ mà nó đem theo đời sau. Còn nếu mà mình ở kiếp này mình chịu khom lên khom xuống thì tự động nó sẽ mất đi, thì kiếp sau mình khỏe, mình không còn gì trong đó nữa. Giống như điện thoại mới vậy đó, về trời luôn. Đó là khuyên vậy đó. Tại còn mấy ông thầy ấy, mấy ông nói rùm rà lắm, ta khó hiểu. Ủa, nghiệp của con là định nghiệp cái đại chúng. Khi ông nói nhỏ nhẹ đó nổi, mà ông gặn gan chữ là mình hiểu thôi, cũng có mắt thấy đói bụng rồi không? Cho nên là Thiên Tướng Kiệt này nói tóm tắt gọn gàng, thực tế dễ hiểu. Đó là nghiệp là phải lại sám hối. Đó là đơn giản. Để mình có thời gian mình nói vô chuyện khác. Dũng có hỏi gì không Dũng? Cái duyên không còn hỏi cái duyên nữa. Như sư phụ định nghĩa như thế nào gọi là duyên? Cái duyên có thể là gặp sư phụ là hên hôm nay, nhưng ngày mai không gặp cái duyên tốt như vậy thì theo sư phụ không lẽ mình cứ hên hoài sao? Cái lúc cái xui hoặc là cái lúc chuyện này chỉ là con trời một người của 8 tỷ người này để lo cái quả địa cầu, cũng không phải lo cho riêng nước Việt, cũng không phải lo riêng cho một tập thể nào, mà mang lệnh của các chư Phật, mang lệnh của Thượng Đế để mà ban xuống cái đạo. Chứ Thượng Đế đâu ngài trong vô vi mà ngài đâu có nói rằng miệng Phật cũng vậy thôi, có Phật nào đứng trên không gian mà nhấm nhép cái miệng đâu. Cũng phải cho một sứ giả xuống đúng không? Thì mình
cũng là một sứ giả của bề trên thôi. Gọi là messenger, truyền tin, truyền tin cho cái thời Đệ Tam Thế Chiến mà. Hiện giờ mình sắp sửa Đệ Tam Thế Chiến. Bữa nay thằng Thụy Điển 200 năm nay nước nó không có chiến tranh, mà bữa nay nó cũng dàn trận cái bển. Nó tuyên bố đánh với Nga mà. Nga bây giờ tuyên bố đánh hết Âu Châu mà. Rồi NATO đem 90.000 quân dàn trận, đó là thiệt. Mà 5 năm nay đâu có ai nói trúng đâu, chỉ có đài này nói trúng hết chứ. Không phải là đài mà là truyền tin, có nghĩa là trên nói, mình nói thôi, mình chỉ dịch lại bằng tiếng Việt thôi phải không, với có một chút xíu múa tay múa chân nội thôi. Chứ thật sự là thằng nhóc qua Mỹ nhỏ xíu biết sĩ gì đâu nói, hồi xưa tiếng Việt nó còn không rành nữa. Thì trên kêu con học lớp 4 con dốt, nhưng mà con cứ nói đi, những lời thật thì con cứ nói. Giờ khi nào mà nói không trúng mới quan trọng, còn nói trúng để cho ta biết đường ta lo, phải không? Hiện giờ nước Việt sắp sửa khổ tiếp, nghèo tiếp, đói tiếp, bệnh tiếp, chiến tranh giặc giả sẽ nổi lên nữa. Cái hiện giờ chỉ khổ mới có năm thôi, trong năm nay là năm con rồng này nè, mà đến năm rồng rắn máu đào chỉnh ghê á, thì bữa giờ chỉ là sức sức tay thôi. Chợ Bến Thành hay là quận 1 hay là mấy cái cửa hàng buôn bán đồ ế rồi thôi, phải không? Chỉ là chạy chùa rồi, ai cũng ở nhà thủ tiền thôi. Nhưng mà bây giờ là đói thiệt á, là bắt đầu mới đổ máu, máu đào chỉnh ghê. Đến năm rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Chứ sư tổ tức là Đức Phật Thầy Tàng á, ổng đâu có nói là đến năm rồng rắn chạy chùa gì đâu, máu đào mà phải đổ máu. Thì lời này mình nói cho nước Việt phải chuẩn bị trong năm nay là thiệt. Thì lâu nay mình kêu chuẩn bị, có nhiều người nói trời ơi anh nói tôi chuẩn bị hoài à, gạo để 3 tháng nó móc, tại gạo dởm nó móc. Còn gạo của Mỹ á, ví dụ mấy đồ ăn của nước ngoài người ta mua cả nửa năm mấy năm luôn đúng không? Ở nhà mua mấy cái đồ gạo đồ của Mỹ nó làm vô cái hộp mà để mà khi mà chiến tranh hay là chuyện gì đó. Còn Việt Nam mình sao để 3 tháng là móc, 3 tháng là hư, giết nói giết cái lần chẳng ai thèm chịu dự trữ nữa. Thì nên bây giờ là thiệt á, nên dự trữ đi, từ đây tới mùa hè thôi nó thay đổi lớn. Tại cái thế giới nó phải thay đổi, Phật mới xuất hiện. Cái thế giới mà không có, thì bề trên nói khi nào không ai nói ai nghe hết, tất cả mọi quốc gia Liên Hiệp Quốc hay là Mỹ hay NATO hay gì không ai nói ai nghe gì hết. Rồi nước Việt cũng chẳng ai nói ai nghe luôn, ai mạnh thì cứ hiếp yếu vậy thôi, chẳng có ai lo cho dân gì chứ, lo cho phe phái cho gia đình mình không à. Thì lúc đó đó Phật mới xuất hiện nói chuyện ta mới nghe, đúng không? À, chứ còn Bác Trọng mà có sức nói chuyện thì người ta nghe. Nếu Bác Trọng giờ xong rồi thì không ai nói ai nghe, thì lúc đó Đức Thầy sẽ xuất hiện, thì chuyện này mới đi về nước được. Tại vì không phải là chuyện về nước là quan trọng, mà khi cái chân mạnh này về nước á, thì bề trên á mới gia hộ. Tức là thiên tử ở đâu thì long thần hộ pháp gia hộ ở nơi đó, nó chỉ vậy thôi. Chứ mình đâu có làm nên được cái gì. Một cây làm chẳng nên non mà Phật thánh tiên mà chụm lại mới thành hòn núi cao được. Có nhiều người ta không có hiểu, ta nói ồ mày cũng như tao, kiệt mày đâu có tài gì đâu. Ủa tôi không có tài nhưng mà tôi có chân mệnh, tôi có biết bao nhiêu mấy vị Phật với mấy vị Bồ Tát thần thánh. Cha tôi là Thượng Đế, ổng nắng ra trái đất này được thì ổng có thể quỷ trái đất này được đúng không? Thì sao không được? Cái hệ thống ở trên trời nó cũng như hệ thống dưới đất mình, nó đi theo DNA như vua chúa vậy đó. Thiên tử đâu thì những chỉ có thiên tử mới lập đạo được, còn người ngoài mà lập đạo, cái đạo đó không có được, không có được gọi là ấn chứng, không có mạnh.
Cái này đạo Thiên Tâm sẽ thống nhất thế giới. Là tâm linh. Cái tâm linh. Thiên Tâm đó là này nè. Bình đẳng hướng thượng, dấu này dấu của Thượng Đế. Còn cái dấu ngày xưa là cái dấu giống như tử hình Chúa vậy đó. Hai cái này đóng hai cái tay của Chúa. Còn cái này dài dài thì đóng cái chân đó không? Còn cái nào cái đầu đó không? Rồi ba cái đinh đóng vô đây. Chứ đâu, nó đâu có gì đâu, đó là xấu quá. Nhìn lại hình ảnh cũ hơi buồn quá không? Cho nên giờ Thượng Đế chỉ là dấu chữ thập. Chữ thập là từ bi, bình đẳng hướng thượng. Trái tim là cái tâm của chúng ta. Cái ta trái tim ngược về trời. Để mà nhớ là mình có linh hồn xuống đây là chỉ là học thôi nghe con, chứ không phải là xuống đây là nằm ù lì đây ở lại lớp hoài, học xong thông minh đậu lớp rồi đi về đó, mục đích cũng vậy thôi. Cho nên cái dấu này là dấu của Thượng Đế, và cái dấu cũ của Công giáo là của thằng con bị đóng ba cái đinh. Rồi sau mùa hè này cái chuyện gì nó xảy ra tiếp? Thế là hỏi toàn chính trị không ha? Chắc là chính trị già ha. Đừng biết thêm chứ. Lo chết không là chết, mà lo toàn là mấy cái chuyện đó. Để làm chi? Để gọi Việt Nam, để kêu mấy ổng ù lì, để dét thêm mớ của dân nữa hả? Khi cái thể chế mình đã nói là như thầy Tenet, nó có 5 loại mà Thượng Đế tiêu diệt. Đó là cộng sản toàn thế giới. Thì nghĩ trên thế giới này quốc tế cái trường một nước cộng sản nhỏ bé như Việt Nam là tồn tại không? Thì mình biết mình sắp chết, thì mình đi kiếm ông trời mình đầu hàng. Nếu kiếm ông trời không ra thì kiếm con ổng đi, về bàn thảo thương lượng với con ổng đi, rồi con ổng nói chuyện giùm cho. Chuyện đơn giản như thôi mấy ổng là không được. Con vẫn u minh ù lì, cũng giống như là ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, sói cắn sói, cọp cắn cọp, sư tử sực sư tử. Hiện giờ lấy ông vậy không có hiểu. Mình nói tiếng người chứ mình đâu có nói tiếng gì đâu. Phải chứ mình biết nói tiếng khỉ có thể mấy ông hiểu. Đúng là vô minh mà. Gọi là tà quyền đó. Tại vì cái lòng tham á, tham sân si con người á, họ không có buông được. Bây giờ quý vị thấy á, cái con chuột mà nó nằm trong cái hũ gạo á, nó cứ hết nó ăn thôi, nó đâu có ngu mà nó bỏ hũ gạo đâu. Trừ khi nào nó bể bụng rồi chết trong hũ gạo thôi. Còn trừ khi hoặc có người khác lấy cái tay, hey, mày mập quá rồi, mày tại cái chân nó thụt vô cái bụng nó bò không có được, nó mất cái chân luôn rồi. Nó gọi là siêu ngu. Thấy là cần phải đọc kinh mới hiểu nhiều, thì lúc đó mới có nhiều cái câu hỏi. Còn bây giờ thấy chưa có ai hiểu đạo gì chứ. Chắc lâu nay là lo sân trước sân sau không phải không? Biết mà mình không phải người phạm, chỉ có phần nửa là người phạm thôi, còn phần nữa là siêu nhiên. Siêu nhiên thì để tự nhiên đi. Nhưng mà siêu kiểu nào không biết, ảo kiểu nào không biết, miễn làm cho mấy chục triệu người và cả thế giới ăn lành ở hiền thức tỉnh là được rồi, không còn mơ mộng như những năm về trước, ham danh ham lợi, ham tài ham sắc, quay đầu tức là nước Việt. Cho nên nói tiếng Việt, chứ còn nếu mà nói tiếng Ấn Độ hay nói tiếng Tây Ban Nha rồi mấy người đó nó có phước, tại mấy người đó nó không có đủ phước cho nên mình không có nói tiếng đó. Còn người Việt Nam mình nó có phước nghe được từ tiếng Việt đúng không? Người Bắc cũng nghe được tiếng của Việt hiểu nè, người Nam cũng hiểu luôn đúng không? Còn người Trung cũng hiểu luôn là có đại phước. Nhưng mà họ có biết là họ có phước hay không? Có nhiều người họ không biết là họ đang có phước mà họ còn đi dập tắt cái phước của họ nữa, làm mất cái duyên của đời này. Nghĩa là khi mà chửi thần thánh rồi á, là tự động cái tâm mình bị mất cái duyên. Nghĩa là mình vẫn còn, nó có như chính trị thôi. Ok, con của Ngụy Quyền phải không, ba đời tụi mày không được vô đại học nghe, tụi mày phải đập xích lô nghe. Cái nghĩa là tính theo tư tưởng. Cũng giống như mấy đứa Việt Nam nó mua một cái chức xuống tổng lãnh sự quán xong phăng làm đúng 4 năm,
qua đây ăn hamburger với Coca-Cola rồi chocolate của Mỹ là 4 năm về bển. Anh chị ơi, em sắp sửa hết nhiệm kỳ đây rồi, em về là mấy ổng không có sử dụng tôi nữa đâu, tại vì sợ tôi like chocolate của Mỹ. Thì cái tư tưởng là như vậy á. Thì bên cái phần đạo nó cũng giống vậy. Cái tư tưởng con người quan trọng lắm. Khi mà đã ngã mạng rồi, đã coi trời Phật không ra gì thì mấy vị nói cái núi á. Cái núi này bằng đất nha, có thể lao, có thể nó thẳng như này được. Nhưng mà cái núi mà bằng cẩm thạch, bằng đá đó, mà lấy khăn mà lao là cái núi mà thẳng, người đó mới thành Phật được. Thì nghĩ bao nhiêu nghìn nghìn tỷ năm. Khi mà cái khởi tâm của mình mà phỉ báng thần thánh đó. Mà nước Việt bây giờ phỉ báng quá trời. Ở thời mạt Pháp đó, là quỷ ma lộng hành chẳng nể thần tiên mà. Đức Thầy nói vậy. Chỗ nó lộng hành lớn lắm. Đâu nể thần tiên đâu. Bởi vì hồi xưa lúc mà năm 75 vô mấy cái biểu ngữ, thằng trời đứng sang một bên để cho thủy lệ đứng thay thằng trời, cái là kêu cha bằng thằng á. Ở ngoài Bắc lúc vừa tiết thu vô, trời ơi, mấy cái biểu ngữ để. Tại nhớ mình mới vô là mình đi dùng kinh tế mới mà, mà nghèo mà. Rồi cái nó bắt mấy người ta làm thủy lệ đào kinh rồi đó. Đó mà kêu cha bằng thằng kêu đó, làm sao có nước phát triển được, ghê không? Trên thế giới này chưa có ai mà hỗn hào vậy. Mỹ á, mỗi lần mà ông Biden hay ông Trump mà làm tổng thống đặt cuốn kinh lên In God We Trust, tức nghĩa là dịch ra là tôi luôn luôn lúc nào cũng tin Thượng Đế. Còn vô thần á, cái tờ đô la, mấy đứa có tờ 100 không ta? Tờ đô la thì của Mỹ á, người ta cũng in God. Mà cái tờ tiền Việt Nam in hình ai? In hình quỷ. Quỷ là ai? Hồ Chí Minh là quỷ, đang dưới địa ngục là quỷ. Còn tiền của Mỹ, mấy ổng thì khoái xài, cứ nghe là ghét God. Nè, in God we trust, thấy không? Còn tiền Việt Nam đâu có chữ gì gọi là tôn trọng thần thánh đâu. Cho nên bây giờ toàn là thành tiền giấy là vậy. Tại vì ma nó xài tiền vàng mã bằng giấy. Còn tiền này dễ thành tiền giấy, tại có chữ God trong này sao thành giấy được. Thiệt là buồn á, chút chút thôi nhưng mà thành chuyện lớn. Tại vì cái đồng tiền này mỗi ngày nó bay khắp thế giới thì bao nhiêu vị thần thánh đều ngó qua cái đồng tiền này mà người ta thấy không có chữ nào mà tôn trọng cái gì để nuôi sống mình đó, người ta đâu có gia hộ. Còn tối ngày á, thí dụ để hình ông này là ông tổng thống ông này là ông tổng thống gì ta, Jefferson à, tận trăm là ông Jefferson ha, hoặc là ông George Washington, thì mấy vị này là anh hùng. Còn để tiền của Bác Hồ, hồi xưa thời Việt Minh của mình là mấy người đó đúng, đuổi Pháp là đúng, nhưng mà sau này Hồ Chí Minh mưu mẹo bán nước Việt cho cộng sản quốc tế để mà gia nhà, để mà cho nước Việt thành một tiểu bang của Trung Cộng. Cái đó là đâu có lo cho dân tộc. Nhớ, cái lịch sử nó là vậy mà. Rồi từ đó tới ngày hôm nay, cho nên cái đồng tiền đó bây giờ thành tiền giấy là phải rồi. Tiền của ma. Bây giờ vô nhà băng á, là mua cổ phiếu là đưa giấy. Trời, chuyện này nói chơi mà trúng thiệt á. Ngồi suy luận đi, mà tính lại đi. Cho nên cái đồng tiền á, mình phải tin tưởng trời Phật. Tiền của Mỹ, tiền của những cái quốc thế giới tự do đó, ta đều có chữ God không à. Không có nhà lãnh đạo nào mà không tin God. Nếu không có bà Vanga, bà mù mắt á, hồi xưa bà còn sống, tổng thống Ba Lan, tổng thống tiệp khác, thủ tướng này thủ tướng kia, anh ca đa rồi đứng sắp hàng để làm chi, để cho bà nó vu vơ mấy câu. Còn bây giờ cả nước Việt 100 triệu người, có một thằng này nó vu vơ mà nó trúng không á, có ai tôn trọng mình không? Có nghĩ là họ thông minh hay là họ siêu ngu? Siêu ngu là tại vì họ bị nhồi sọ 50 năm vô thần rồi. Rất là tội nghiệp. Còn những quốc gia người ta đâu có nhồi sọ vô thần đâu, người ta tin có thần linh. Nên nhớ, Trung Cộng với Việt Nam đập tượng Phật, đập tượng Chúa, đốt nhà thờ, đốt chùa, đúng không? Họ đâu có tin.
Hồi xưa ông bà tổ tiên mình thờ cha thờ mẹ tuy là nghèo, ở nhà quê cái nhà lá thì làm gì có tiền mua miếng gỗ hay cái cột xi măng hay hình tượng. Thì cái lon sữa bò, thì lụm ở đó rồi về, lụm ở trong thùng rác về, bỏ cát vô rồi đóng cây tre lên cái là khấn. Vậy á là còn biết ông trời. Đến lúc mà 75 vô á, chờ cái lon sữa bò á, cũng bị dẹp nữa. Thì cả dân tộc Việt Nam làm gì biết có ông trời, chỉ biết có Hồ Chí Minh thôi. Anh mới bắt thôi chứ, chứ còn miền Nam này lúc nào. Miền Nam cũng là bị. Một số người còn hiểu được, còn giữ cái lon sữa bò. Nhưng mà ngày xưa mỗi gia đình đều có cái lon sữa bò trước cửa nhà. Nhớ đi, đến gần những cái năm sau này nè, không còn nữa. Không có nhà nào còn giữ lon sữa bò. Tại mấy ổng đâu có thích, mấy ông đâu có ưa ông trời đâu. Việt Nam mình không có ưa ông trời. Có thể bà có một lần cúng ở chuyện trời lên luôn nè. Trời Phật cúng nào trời trước. À cúng thì theo cái thói quen thôi. Cái nào trời Phật. Ờ. Nhưng mà chửi thì vẫn chửi, mà không cho thờ thì không cho thờ. Ý là mình nói mỗi gia đình kìa, để mình dạy cho con cháu mình mỗi buổi chiều á, nó 5 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi gì đó, đứa nào đứng không tới thì bắt cái ghế lên đốt nhang để cho nó ngã cái đầu. Cái quan trọng con người mình, cái đầu, cái cổ của mình nó phải biết ngã xuống. Chứ cái cổ mình đừng có nghĩ là tiền mà giữ nổi cái cổ nó thẳng hoài. Tiền mà cỡ như bữa có 1 tỷ phú về chết á. À, bây giờ mà nói thằng mà chế cái điện thoại nè, Steve Jobs này nè. À, Jobs ở. Nó có nhiều tiền quá nó chết nó cũng không biết làm gì cho hết nữa. Bây giờ người ta cũng quên nó mất tiêu à. Từ con học từng bước mỗi đêm thiền 20 phút 30 phút rồi lại sám hối thì chị biết như vậy. Dạ chỉ mong mấy lãnh đạo á, bác Thưởng nè nghe, bác Chính nè nghe, bác Huệ nè nghe, và ai nữa ta, bác Nguyễn Đình Trạc nè nghe, tôi có ăn sáng trong bữa rồi đó. Mấy ông quen mình á, mấy ông ngồi thiền đi, mấy ông tối ngày cứ lăng tăng đấu đá nhau làm gì. ngồi thiền thì tự nhiên sáng trí ra. Chứ mấy ông đâu có chịu ngồi thiền đâu, kêu ông ngồi thiền khó lắm. Có phải ngồi thiền đâu phải gì. Hả? Thì mà không có tình tâm là nó thì bây giờ phải tập chứ sao giờ muốn tình tâm mình phải mình bây giờ về cái chuyện này á, người nào cái đứa nhiều lúc đứa nít 5 tuổi mà nó biết ngồi thiền nó cũng hơn ông già 80 tuổi mà không biết gì hết, tâm lăng xăng, tâm bị loạn, cho nên về phần tâm linh không có tính theo tuổi tác, tính theo người nào khôn trước rồi ngu mãi mãi thôi. Cười tại cho phụ dốt, thường nói tiếng dốt để cho người ta dễ hiểu cái gì mà nói. Nhiều người tới già tới chết rồi cũng vẫn ngu à. Tại khi cái thằng hồn đi rồi á là muộn rồi. Tuy nhỏ mình vẫn chạy. Câu hỏi lại gì? Hiện bây giờ nước Mỹ ngày hôm qua hôm kia mấy cái đài mà thăm dò địa chấn toàn tiểu bang nước Mỹ, nhất là Cali sẽ có nước Mỹ nè, 52 tiểu bang nè sẽ có trận động đất khổng lồ. Mới ngày hôm qua nó báo cáo không gửi câu ông hỏi là thí dụ nó đang đi học ở xa làm sao nó sống được hả? Hỏi không có make sense. Học đạo là học bây giờ, cần gì mà để tới động đất rồi mới học.
Con phải hỏi là lúc mà nó đang đi học, rồi lúc mà có đại động đất, nó có được về gia đình và nó được cứu hay không phải không? Ừ, vậy nó mai sen còn học đảo thì lúc nào mà không học? Thì ở nhà trường là chỗ nó đang ở đâu thì nhà trường chỗ đó có trách nhiệm. Nhưng mà khi mà thí dụ nguyên cái thành phố này nên nhớ Mỹ nha. Nhà nào Mỹ đen hay Mỹ trắng hay mỡ gì á, nhà nào nó cũng có cả trăm cây súng. Mà khi mà biến loạn rồi mấy anh cảnh sát á, nó không bao giờ nó chạy ra đường để nó giúp dân đâu. Nhất là động đất, thiên tai hay là chiến tranh, lũ lụt gì đó không còn biết. Mà không ai nói giữ, người nào có súng người đó sống. Ở Mỹ này vậy mà. Thì mình nên chạy đến trung tâm thành phố, những cái nơi mà có chính quyền á, trạm cảnh sát hay là gì, nhà thương nữa, thì quả mai còn sống. Còn mà ở lẻ tẻ mà ở vùng quê mà ở lũ thủi một mình á, sẽ bị người ta lấy súng dí vô đầu á. Nhất là bên Houston, Texas á, bán súng như là đồ chơi vậy, con thấy không? Ở Mỹ này nó có 300+ triệu lính, tức là dân á. Nên nước Mỹ này sẽ không bao giờ bị nước nào tấn công vô nổi chứ. Đâu có cần lính thiệt của Mỹ đâu. Chỗ đi vô đất của ai là nhà nào nó ra chứ. Còn Việt Nam mình đâu có. Việt Nam mình không có được. Rồi chào nghe. Ông này ông hỏi cái câu để trả lời, hỏi muốn dạy mấy nhỏ nào thì anh dạy anh như thế nào. Mình phải hiền thì con mình nó bắt chước mình. Mình nên nhớ mình là cái bước chân bự đi trước, con mình cái bước chân đi sau. Còn nếu mà mình đi loạn soạn thì con mình nó cũng đi loạn soạn. Thì mình phải hỏi mình và mình phải biết làm cái gì để cho con mình bắt chước. Còn nếu cái vấn đề học hành đó, mấy cái phần mà ăn học rồi vậy đó, cái làm muốn nó thành trong thành xà đà, có nên cho nó đi cái đường mình phải làm những đồng tiền chánh đáng. Con mình sau này nó có khôn, nó có thành người tài ba, nó xài đồng tiền nó cũng hãnh diện với bạn bè nó. Còn mình làm đồng tiền không có chánh đáng, cái đứa con của mình nó cũng xấu hổ nữa. Và đồng thời nó có xài tiền mình khi nó cần thôi, nhưng mà nó xài trong sự quán ghét mình. Nếu mà đứa con nó có một chút xíu cái đầu óc suy nghĩ, nên nhớ ở đây có những người làm kim cương, tức là nằm dùng chống cộng rồi làm phá rối cộng đồng đó. Những đứa con nó lớn lên ở Mỹ, nó biết ba nó làm những chuyện bị ổi, nó không bao giờ dám ở thành phố này. Ở đây rất là nhiều ông bị con nó bỏ đi hết, nó ra trường đại học nó ở luôn, nó thôi tao về đây tao nhục lắm, tao đi đâu ai cũng chửi ba tao hết. Rồi cái lúc đầu thì nó chửi lại, nhưng mà sau này nó nghiêng nó chi cứu ra là ba nó làm chuyện không đúng thiệt. Thì tự nhiên nó xấu hổ, nó bỏ ba nó luôn, nó đi những nơi khác. Rồi nó lấy chồng, lấy vợ ở chỗ nào, nó cũng không về nữa. Cho nên mình làm gì đúng thì con mình làm đúng. Còn mình muốn về già có hạnh phúc á, là mình phải tính cái đó. Rồi, tạm biệt. Rồi về Canada nha, nhớ coi chừng tiết nó lạnh. Đây là đang lạnh dạ, ở đây là sung sướng nhất này. Sung sướng hả? Mấy ngày bị mưa, hiện giờ trời cũng ui sắp mưa. Rồi, chào. Xin một cái lọc. Dạ, tự nhiên á. Dạ, tự nhiên. Đứa bé này nó muốn sư phụ đó. Nó chưa có biết gì mà kiếm làm gì. Dạ, nó đầu sẽ bẻ lên trên điện, nó tội lắm. Rất là tốt. Nó ở đâu? Nó người gì? Ở Việt Nam á. Ở đâu tới? Ở Maryland. Con đi qua đây với ai vậy? Đi qua đây với ồ, vậy hả? Mấy đứa nhỏ này nó chưa có biết tâm linh gì đâu, nhưng mà nó biết chút thì cũng ok. Nó chỉ biết được một điều là nước Việt Nam sẽ có cái sự thay đổi. Những đứa này nó có tương lai á, kêu nó gán học hiền được rồi, đừng có làm cho nhiều người ghét. Dầu cho ba nó là cái đống kẻ thù,
nhưng mà cũng không sao, nó có thể sửa lỗi giùm được bá được bằng cách hành động nó làm người tốt lại, hiểu không? Nhiều lúc là đời cha mặn đời con ăn ngọt thì sao, thay đổi được mà. Mấy bữa nay nó đi qua bên đây cái tự nhiên người nó nhức nói hết luôn. Sư phụ nó hết rồi, nó có gì đó đâu có gì đâu, đẹp trai mà đâu có gì đâu. Độ nhức nhối cũng đi hỏi mình á, mình đâu phải bác sĩ chữa bệnh nhức nhối. Với lại nó học nó bị vấn đề gì, học hành đó, cho nên sư phụ cách nào cho nó đi học bên lại cho nó đi học cho. Mình đây mình chỉ đường về trời thôi, còn chỉ bệnh đó là nghiệp của mỗi người gán. Chứ mình chỉ đưa cuốn kinh với mình đưa cái dấu hiệu đi về trời đi con. Chứ còn làm sao mà bệnh giờ giả cho nó hết nhất mình thì ngày mai nó đi làm mấy cái chuyện tầm bậy nhất mình thêm mình sao? Phải hành nó chút xíu vậy. Cái người mà mạnh khỏe giàu có sung sướng là họ chỉ có đi tìm khoái lạc ăn chơi thôi. Nó không nhất mình đi nhảy đầm sao? Nó phải nhất mình nó mới ngồi ở nhà nó lại sám hối được không? Giảng gân giảng cốt rồi có phước. Con nhất nữa. Đúng không? Dạ, con cũng bị nhất sư phụ từ. Bị nhất thì lại sám hối. Mỗi ngày vô lại sám hối cho nó bớt nhất. Chứ còn nếu mà hết nhất cái là đi chơi nè, đi shopping nè, rồi đi nhảy đầm, phải không? Karaoke rồi nữa không? Chưa tính nữa đi đại cái gì đó, nên lại sám hối là hết nhất, đơn giản hữu hiệu. Dạ thưa sư phụ, dạ như là con theo con nghĩ rồi, ngày xưa thì người ta để lại câu là cha nặng đời con khát nước, nhưng mà nếu mà hai vợ chồng mà đức người vợ biết tu thì dẫn dắt đứa con thì đứa con nó có ảnh hưởng người cha không ạ? Nó ảnh hưởng phần nửa, cha ăn mặn phải không, thì nó ảnh hưởng nó chia đôi. Còn người mẹ biết tu hả thì cũng đỡ một chút. Nói chung là nít nó bắt chước, cho nên lúc mà mình làm cha mẹ mình làm gì cho đúng. Tại vì khi mình về già đó mà con mình nó biết mình làm mấy chuyện sai đó. Hồi xưa con thấy ba đi chơi với vợ nhí, hồi xưa con thấy mẹ đi chơi với bồ nhí, có phải làm cho mình đau lòng suốt đời không? Hồi xưa con thấy ba ăn hối lộ tiền này không có chính đáng, ba nuôi con đi học con cảm ơn ba, nhưng mà con cảm thấy nhục nhã lắm, có phải mình hối hận không hả? Cho nên thế gian này mấy cái chuyện không có đáng đừng có nên làm, nhưng mà con người có bao giờ nghĩ xa vậy đâu. Tại mấy con nít thời sau này nè là từ cõi trời xuống không, để mà lập lại cái thời hội long qua đó, nó khôn lắm mà nó có tâm từ bi lắm, thì nó sẽ ngồi nó phân tách từ chút nghe mà nhức đầu luôn á. Ừ. Lúc đó đó là cả cuộc đời của mình á chẳng ra gì hết, giống như cái tàu lá này á, con á thì cũng ghét nghe, vợ á thì cũng cắm sừng mình rồi nghe, bạn bè mình á nó giật tiền mình, nó phản bội mình nghe, nó bữa nay đốt củi mình nghe, nó thọc mách cho mình đốt củi nghe, thấy không? Những cái người xưa mình giúp mình cho mượn tiền á, hôm nay họ già hơn mình á, họ chảnh họ vinh cái mặt lên nghe. Cái cuối cùng á, ngày xưa mình cũng tài ba lỗi lạc, hôm nay mình tàu lá chuối già khô trên giường bệnh chẳng ai tới thăm nghe, ngày mai tôi chết rồi cả đống người vỗ tay cười nghe, tại họ biết biết hết á, con người có chí khôn, không có ai đưa tiễn tôi ngay nghĩa trang, dầu cho nó có đưa tiễn là nó cũng cười thầm nghe, người ta thảy hoa xuống nó lấy đá nó ném xuống nghe. Rồi tôi đi về bên kia tôi bị uất hận, làm mỗi thần hồn quán ghét, thì lúc đó là cái gì?
ngạ quỷ rớt xuống đó, y chang vậy. Đa số mấy lãnh đạo bảnh giờ làm sẽ bị như vậy. Còn muốn làm một cái hạt giống tốt rồi cái rớt xuống thì mọc lên những cái cây, thì mình phải làm một cái hạt giống tốt, mình phải làm tốt hạt lúa, phải không? Một hạt lúa nó mở ra nhiều nhánh lúa, nhiều nhánh lúa ra một cái bụi lúa không trầu ơi là được nồi cơm rồi. Lúa giống mà. Sao mình ví dụ mấy kiểu nhà quê vậy cho dễ hiểu. Đại gia nè, từ đại gia thành ra tàu lá chuối. À, cỡ Nguyễn Công Khế, rồi Đinh La Thăng, rồi ai đâu, nhớ tên nhắc sư phụ đi. Thụ nhớ mấy tên nhân vật quan trọng không mà. Rồi ai nữa ta, Tân Hoàng Minh nè, Trương Mỹ Lan nè. Hồi xưa là cái này là cái lá bằng vàng phải không? Bây giờ ta lột vàng hết này. Rồi giờ hành cái lá khô trong tù. À, đâu ai ngó. Bây giờ người ta còn mong cho chết để người ta vỗ tay người ta cười nữa. Bây giờ có lãnh đạo nào chết người ta buồn đâu. Không có lãnh đạo nào, không có nhà giàu nào chết mà người ta buồn chứ. Nước Việt Nam mà nó ngộ. Tàu lá chuối không con tôn trọng, không bạn bè kính nể, không tức là họ là vô thần, họ không biết thần linh. Mà giờ họ có biết là họ cũng lợi dụng thần linh nhiều quá, thần linh thấy cũng chán. Mày cúng cho tao có mấy triệu mà vô cái chùa Quốc Danh, mấy ông thầy không có phải là chánh sư tao, rồi bây giờ có nạn kiếm không à, làm tội thì 10 mà làm phước tí xíu, rồi cái chờ cúng dường chùa có chút xíu là đòi hỏi đủ thứ. Trời Phật thấy mấy người đó cũng phải nữa, giống như đi hối lộ Phật vậy đó. Y như hối lộ Phật, nhìn thấy tức cười lắm. Cái thế gian này trong mắt của Kiệt này nhìn thấy nhiều chuyện buồn cười lắm, mà người ta có nghĩ là mình nói không có thực tế, nhưng mà rất là thực tế vậy mà tao cũng không hiểu. Tiếu Lâm dễ sợ. Cho nên tất cả Tân Hoàng Minh, Trương Mỹ Lan giống như tàu lá khô, khi chết chẳng ai kính nể. Còn có nước Việt Nam mình á, hiện giờ cái tàu lá này cũng gần khô nghe, Vinh Na Phát chưa phát triển còn còn đỡ hơn Phạm Nhật Dượng. Mình hy vọng á, mà Phạm Nhật Dượng đừng có vô lò. Phạm Nhật Dượng mà kỳ này mà vô lò kỳ này rồi là cả nước Việt chấn động. Là gì á, là người giàu nổi tiếng nhất mà mình mà hay hưởng nhắc nhở luôn nha. Qua đây uống nước trà ăn bánh tét với mình, ở bên này an toàn hơn. Ở bên bển bây giờ á, là nó chẳng có nể ai chứ, nó chỉ nhìn cái túi tiền nào bự là nó cứ sắn vô à. Cũng giống mấy con chó cẩu hay là mấy con sư tử vậy đó, ở trong phim mình hay coi đó. Cả mấy con chó cẩu hay là con sư tử nó đói nhau nó cũng ăn thịt nhau đúng không? Tao đang đói thì thằng nào đi không nổi thì tao cắn hết chứ. Nó đâu có biết đâu, cũng là thịt mà. Thịt đồng loại ăn nhiều khi nó nghĩ ngon hơn nữa, tại nó biết rành rồi. Cho nên hay qua đây uống nước trà đi, trốn bên này đi. Cứ về bển là chết. Ở Việt Nam giờ không có tin tưởng được nào chứ. Có nhiều người nói sao anh ông Việt Nam, tôi đâu có ngu như bà Phương Hằng cũng là quốc tịch Canada phải không? Ông Khế cũng là ông đây nè, ông mình gặp ông đây mà, San Jose. Nó cứ nó muốn nhốt là nhốt à. Việt Cộng đâu có lực. Cho nên cái tàu lá của Dượng nó khô nhưng mà chưa có te tưa à. Cũng hy vọng mà chữ khô mà em về ép lại. Mà đừng bị bắt nghe, bị bắt là tao buồn lắm á. Tại bị bắt cái là không còn ai nương tựa nước Việt nữa, mất lòng tin cả nước. Bây giờ giống như ca sĩ, người mình thương nhất là Trấn Thành với Đại Minh Hưng với thằng Hoài Linh, mà giờ làm tàu lao kiểu đó rồi làm cho mình giờ không thích câu văn nghệ gì nữa. Có nghĩa là tự mình đi mất một cái thú vui của mình đúng không? Nhưng mà tự nhiên vậy rồi giờ làm sao? Tại nước Việt không có đủ phước, nó phải tạo ra nhiều cái cục diện như vậy nè. Chứ nước người ta có phước à? Trời ơi,
Một ca sĩ movie star cao một bảng là tỷ phú sống cả đời. Mà người đó có chuyện gì bệnh thôi là cả nước Mỹ người ta lo. Nó lên lên trên Facebook nói ồ người này đang bị bệnh gì đó, ai cũng buồn cũng lo. Còn nước Việt mình á, thằng nào chết cả đống người cười. Đi ngược lại ta, tại Việt Nam mình là lạ nhất, thích lạ đó, thì giờ nhiều chuyện lạ vậy. Ủa bữa nãy giờ nói chuyện mỉa mai không vậy ta? Nó nói chuyện thiệt đi. Bữa nay ngồi nói chuyện giữa trời, mấy con quay nồi bánh tét kìa. Tao biết mình đang canh nồi bánh tét quá không? Quay mấy cái máy lại nồi bánh tét nè. Máy này nè. Quay mấy cái máy lại vô nồi bánh tét. Đang vô quay vòng nồi bánh tét này cái đem ra quay tiếp. Cái nào đâu rồi, cái thảy qua đây bắt đầu đang em hôm nay bạn rồi xong xuống lá. Này chị lấy mâm này chị đựng. Đi đây giờ từng dinh tiếp. Ở bên chi nhà hả? Ở Lê. Ba Lê nè. Này đâu bị gì đâu. Thù thấy nó không bị gì hết. Hả? Nếu mà nó bị dông hay bị ấm á, nó không có tới gần sư phụ được đâu. Con này quá đẹp gái có gì đâu phải lo. Con bữa con nhắn sư phụ đó, phụ ơi con đi qua sư phụ, tự nhiên bữa đó con bị nhức hết từ trên đây tới tới đây. Con uống thuốc tây là non mỏi đi mà con uống hết luôn. Không có gì chứ. Nhất là nhiều khi nhắn đâu có bị âm gì đâu. Khi về núi, đốt nhang ở trên núi, đứng gần sư phụ, là sư phụ có bảy dòng hào quang là tự động chữa bệnh hết. Không cần phải đụng tay đụng chân gì, tức ngồi gần là tự nhiên chữa bệnh. Sư phụ con muốn làm đệ tử sư phụ. Đã là đệ tử rồi mà, hướng đông bắc trên thế giới nè nghe. Trên thế giới ai mà mang họ thiên á, tức là họ biết công thức rồi, quay về hướng đông bắc thì ở xa ngàn dặm chưa từng gặp, chưa từng thấy thì cũng giống như mấy đứa ở gần vậy thôi à, cũng là đệ tử. Đó là lời của bề trên nói, mẹ nói. Tất cả trên thế giới từ ngày thành lập đạo 16 tháng 3 năm 2017 cho tới lưu truyền mấy nghìn năm sau, tất cả đều là đệ tử của con hết. Dầu cho ở phương xa còn mang xác phàm hay là xác phàm về trời cũng đều là đệ tử. Cũng giống như bên công giáo, bây giờ đứa nào mới đẻ ra nó nhúng, người ta nhúng cái đầu vô thau nước cũng là đệ tử của Chúa. Và Phật tử cũng vậy, gặp mấy ông thầy quốc danh cho pháp danh nhưng mà cũng là đệ tử của Phật. Có ai gặp Phật đi gặp Chúa đâu. Mà hôm nay ai có duyên gặp là cũng là có duyên thôi. Mà màn này á là cái màn cuối. Ai mà có duyên gặp sắc phàm này là cũng là có phước chứ đâu phải kiệt rảnh nào mà kiểu đi tái sanh hoài đâu. Ngày Đạt Lai Đạt Ma ông tái sanh 14 lần, ông nói ông quải rồi, ông phải đi về. Đó không, chuyện này á, trong kinh Địa Mẫu nói kiếp này kiếp cuối. Đó không, mẹ đó mẹ cho kim thân về từ đoàn tụ lễ gia đình chứ lần quần dưới này hoài thì kiếp này kiếp cuối. Trên thế giới này có hai người giống nhau, một ông già tám mấy tuổi là ông Đạt Lai Đạt Ma cũng là dạng tái sanh, Thiên Tấn Kiệt này cũng là dạng tái sanh. Hai người có nguyện vọng về để cứu dân tộc của mình thoát khỏi tà quyền. Đó không, tức là thoát khỏi ách cộng sản. Hai người cũng là tâm Bồ Tát đúng không? Nhưng hai người có cái khác nhau. Tại Việt Nam mình lạ thì Việt Nam lúc nào cũng chơi lạ hết trơn, giống như kiểu khoa lắc hay là color man vậy, thấy lạ mấy người lạ không ạ. Thì một bên á thì đi tới đâu á cả dân tộc quỳ kính nể, tức là ông Đạt Lai Đạt Ma. Còn một thằng Thiên Tấn Kiệt này cũng là Bồ Tát,
cũng là, nhưng mà mình hơn ổng là mình lập đạo, là mình có dây chuyền của dòng tộc vua của thượng đế, phải không? Vậy mà dân tộc mình chửi sỉ nhục, chỉ có khác có nhiều đó thôi, còn ngoài ra mọi thứ đều giống. Không thì mình mới nói khác gì chứ. Người Tây Tạng, người ở quê, người ta dốt, người ta tại sao ta gặp ông Đại Lạt Ma, ta kính trọng thương nể. Ổng bệnh một cái cho cả nước buồn khóc khấn giùm cho ổng. Còn ở mình mỗi ngày lên đài mình nhắc nhở lo này lo kia, lo đói lo bệnh lo tiền giấy rồi lo đủ thứ, lo Covid cho Việt Nam mà tối ngày cứ bị chửi không. Đó thì mình phải chơi chiêu lạ không à. Việt Nam mình là cái lạ mà, vậy nó mới vui. Mà chuyện này cũng thích kiểu này á. Tại cái mặt này nó thích lạ vậy á, thì nên gặp mấy Việt Nam nó bị nhồi sọ 50 năm nó đâu có biết gì đâu. Bây giờ con đi vô chuồng heo, chuồng gà, chuồng vịt mình cho nó ăn á, mà lơ mơ heo táp đứt cái tay mình nữa, thì dạng của tụi nó vậy á, đâu biết gì đâu. Đúng là sống với gần bục thì hành tiên, mà gần ma thì đi với bục mà áo cà sa, đi với ma mà có giấy. Chuyện là sư phụ thấy mấy đứa này là mặt mà nó sáng sủa không có gì hết đó sư phụ. Ok, sáng sủa. Dạ. Có gì hết. Nhưng mà kêu nó là muốn góp sức quốc gia thì hôm nay phải hiểu về cái họ thiên. Tại sao này họ thiên sẽ là điều hành quốc gia. Tuy là sư phụ là người Việt, là người tu trong á, nhưng mà nó giống như cái kiểu thời của Mohammed đạo Hồi giáo vậy đó. Ông cũng cầm quân, ông cũng lo cho quốc gia, rồi ông lo cái đạo. Thì thời nay cũng vậy, nó cũng tương tự như vậy. Tương lai mấy đứa này có đi về Việt Nam giúp nước không? Sau này em ai mà có cái certificate em để cho online, có cái hình, có họ thiên, có ngày có tháng, thì người đó sẽ nộp về trên tổng bộ á, rồi người ta sẽ kiếp tụi nó. Tại vì họ thiên sẽ đặt ra những cái quy tắc là nhân lợi nghĩa chí tính. Thì thằng nào mà nắm chức bộ trưởng á, là mày biết sợ bị nghiệp, nó đâu dám ăn hối lộ. Mục đích của mình là không ăn hối lộ là quốc gia mình giàu rồi. Bây giờ có ông nội nào biết sợ nghiệp đâu, họ không có sợ nghiệp cho nên họ mới ăn hối lộ, đúng không? Còn mà mang họ thiên có ai dám phạm giới không? Vì một giới thôi chứ đừng nói chi 12. Ủa cái lá này Phạm Nhật Dượng hồi nãy giờ xé Phạm Nhật Dượng ra quá trời. Hey, xin lỗi nãy giờ quên. Nhưng mà Phạm Nhật Dượng bây giờ mà bị đốt loạn là thôi, nước Việt không còn biết ai mà để đốt nữa. Sư phụ đang khấn cho nó đó. Hey, mày là biểu tượng quan trọng mà đừng có bị đốt một cái nữa là chết luôn á nghe. Chẳng còn ai tin tưởng mà đầu tư vô Việt Nam nữa. Ủa sao mưa hả? Trốn. Con có cơ hội là cứ vô.